Đỗ Quốc Hải xin kính chào quý vị và các bạn. Trước mắt quý vị và các bạn là một chiếc Đông Lịch siêu phẩm, siêu VIP, siêu đỉnh cao, vừa được bên cơ sở tạo tác xong. Chiếc Đông Lịch với chất liệu gỗ chắc, được khảm 100% ốc đỏ Singapore, vàng chanh xanh hoa lý. Kích thước của chiếc Đông Lịch đó là 48 x 70 cm, khung dày 5 phân rưỡi, bản dày của khung là vào 4 phân. Đỗ Quốc Hải sẽ tiến lại gần để quý vị và các bạn cùng thưởng thức những cái sắc màu và những cái đường nét mà bên cơ sở đã tạo tác lên. Chất ốc vàng chanh xanh hoa lý mà quý vị đang chiêm ngưỡng đấy ạ. Một chất ốc 7 màu rực rỡ. Đó quý vị ạ. Chiếc Đông Lịch có 102 trên thị trường. Đó, những cái miếng là mảnh ốc vàng chanh xanh hoa lý đấy ạ. Mặt người vàng chanh luôn quý vị ạ. Nhưng được khảm tích là tam đa, phúc lộc thọ đấy ạ. Ba ông phúc lộc thọ mang ý nghĩa rất là cao, mang ý nghĩa tài lộc đến cho gia chủ. Có phúc có lộc ắt sẽ có thọ. Cơ sở đánh đếch ly trần xong quý vị nhé. Ở giữa là được thiết kế là ba ông tam đa và bên trên là cây đào. Và ở ba ông tam đa đang đứng ở dưới một cái mái rất là đẹp quý vị ạ. Mái hiên rất đẹp. Hai bên được thiết kế những cái tường rào cắt rất kỹ thuật, đỉnh cao. Còn phía dưới là bên cơ sở đã được tạo tác bằng hai bên, một bên ở bên kiến trúc và một bên cây mai. Bên dưới này thế. Và ba khoang này được gánh ba chữ phúc lộc thọ. Được gánh ba chữ phúc lộc thọ. Phía bốn góc được Đỗ Quốc Hải thiết kế là rơi ngậm tiền, ngậm dài, rất đẹp quý vị ạ. Quý vị và các bạn quan tâm đến sản phẩm, xin vui lòng liên hệ với Đỗ Quốc Hải qua số là 0984368681 và 0946885162. Đỗ Quốc Hải có địa chỉ tại làng nghề khảm trai truyền thống thôn Đồng Vinh, xã Chuyên Mỹ, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Đỗ Quốc Hải nhận đặt hàng theo yêu cầu và giao hàng trên toàn quốc. Những sản phẩm mà bên cơ sở tạo tác lên sẽ được bảo hành và bảo trì cho quý vị trọn đời, nên quý vị cứ yên tâm về sản phẩm và chất lượng. Đỗ Quốc Hải chuyên làm hàng cao cấp khảm ốc trên mọi chất liệu gỗ, gốm, rất nhiều các tác phẩm quý vị ạ. Đó, đây là cũng là rất nhiều tác phẩm của lễ mà bên cơ sở đã hoàn thiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong các clip sau.